Bây giờ quy trình là cái tóc tém thật sự dạy học á ha, thì tôi nói với chị là không có ai á mà đi học kiểu hết được, có nghĩa là khi về cái người học viên đó dù mới học ha, học bao lâu rồi thì người ta phải làm sao giữa hai thầy trò ngồi lại tìm hiểu về cái kiểu tóc đó nha, nó có những cái điểm gì, những cái điểm gì, những cái gì giống nhau, những cái gì khác nhau, và làm sao mọi người phải cảm được cái kiểu đó thì mọi người cắt mới được. Chứ thật sự á mọi người, hoặc là ở nay thầy sẽ chia sẻ cho em bài cắt tóc tém rồi ông thầy ông cắt nên nhưng cái thế đứng, cái góc độ, cái hướng tóc, cái đường cắt rồi nha, và cái sự phá cách của từng vị trí nó khó. Cái tóc tém nha là cái tóc mà nhiều phá cách nhất, có nghĩa là ở sau vẫn là tém dài, hai bên bây giờ là tém ngắn vẫn được, ở sau nó là ngang chuối nhưng ở bên đây là tóc tém vẫn được, ở đây là ngang nhật, ở đây là nhìn trong tay vẫn được. Nên cái tóc tém á là nó nằm, là nói với chị là nó là dễ phá cách nhất. Nên chúng ta phá cách là phá ở đâu, ở vị trí nào. Còn nếu bây giờ á tôi chia sẻ cho chị cái cách căn bản thôi là chuẩn của một tóc tém, những cái tiệm mà cần thiết á, nhỏ 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 như chúng ta phải cần. Còn những phá cách như thế nào thế nào thì sau này chị học cao hơn hoặc chị ở cái môi trường cao hơn chị sẽ hiểu. Thì đầu tiên nhất á, tôi phân ra tìm hiểu cái tên của kiểu tóc tém. Đó. Vậy tóc tém ở nhà là đây gọi là tém dài. Tém dài ở nhà là cái tém mà anh chị thấy này nè, nó gần như giống như gần chiếc lá bầu vậy. Và nó có gì? Đó, bít lỗ tai. Tém dài. Rồi, đây tém dài. Và đây là tém trung bình, là để phục vụ lỗ tai. Và đây cũng là tém trung bình, thì tém trung bình. Đấy nha. Và đây là tém ngắn dành trong lỗ tai. Còn hồi xưa ông bà mình có thể gọi là tém bung, là phủ phủ bít lỗ tai. Không, tém Nhật đấy là, hay tém Hồng Kông là phủ phủ mà lộ lỗ tai ra nhẹ ở xíu. Còn tém cao người ta gọi là tém Thái hay tém cao bồi. Đó thì mỗi cái tên là nó có gì, còn cái đặc khác nhau của người ta. Cũng như bây giờ có cái tóc gì, tém bóp đấy ha. Đó, hai tóc ngang nhật thì cái tên của người ta đặt anh chị phải tìm hiểu đấy ha. Vậy mỗi cái người thợ hay gặp cái trend đó, người ta sẽ đặt một cái tên khác nhau, chúng ta tìm hiểu như thế nào. Vậy chúng ta đầu tiên nhất chúng ta phải cái gì, làm sao hiểu được cái tóc tém, và chúng ta cắt cái bài cắt tém căn bản nhất, rồi muốn học phá cách gì của trend đó thì học, cũng như ngang chuối vậy, học cách căn bản của ngang chuối nhất, rồi cái trend gì đó phá cách để học người ta. Cái tóc uốn là học uốn bung lỗ này cho nó chuẩn nhất là riêng của mình, rồi đi học độ phá cách, độ mỏng, đúng không, để tỉa tạo sợi, tỉa lớp gì của người ta, đúng không? Đó, rồi cái tóc uốn cúp vẫn cắt cái bản cái khung hình cho nó đẹp, rồi đi cúp layer, cúp gì đó đi học của người ta. Thì mình phải có cái nền tảng gốc của mình thì mình mới đi học của người ta được. Được chưa? Trên đời này á, là hiểu cái quy trình và chúng ta ngồi tìm hiểu quy trình. Vậy tôi giới thiệu sơ cho anh chị đó nha, một số mẫu tóc tém. Được chưa? Anh chị quay phim nhìn cái màn hình á, chị đừng nhìn tôi. Rồi. Vậy nói về phần phía sau, cái tóc tém mình chia ra là thành 5 phần, hai phần trước đây và hai phần sau đây, phần trước, phần trước, hai phần sau và cái mái đây, mái, hai phần trước và hai phần sau, hiểu chưa? Rồi tiến hành chúng ta cắt phần phía sau trước. Phần phía sau trước thì anh chị thấy nè, từ cái điểm tròn của khung hộp xọa đây xuống đây đấy nha, là người ta là chiều dài hay là khung hình của kiểu tóc vẫn như giống như tóc dài thôi. Anh chị có thể cắt ngắn tới đây hay tới ngắn tới đây hay tới đây hay ngắn tới đây là do gì? Do khách hàng chọn. Được chưa? Rồi nó mỏng nó dày như thế nào thì nó nằm vị trí này là vị trí số 1. Đúng chưa? Cũng do gì? Do kiểu tóc khách chọn. Ha, rồi nó ngang nó bầu nó cái gì đó là cũng do khách chọn. Vậy nói tóm lại vị trí này là gì? Khung hình kiểu tóc, độ mỏng dày tóc và độ dài gì của khách hàng chọn. Được chưa?
Rồi chúng ta phân tích thì nó cũng giống như cái tóc ngang chuối thôi, thì xét lại chút xíu nè, giống như cái tóc ngang chuối đứng xa phu lên được rồi, cũng như cái tóc ngang chuối thì từ cái vị trí này đi theo một cái đường tròn tới đây là tóc ngang không rảnh được. Nếu cái tóc dài này này xuống tới cái vị trí cái đường tròn của cổ, đường thẳng của cổ á, là không rảnh. Bất kỳ người nào cũng có cái đường thẳng của cổ, và tới đây nó theo cái đường cong của cái cổ xuống bờ vai là nó rảnh, đụng cái độ này nó rảnh. Vậy cái tóc này nếu cắt ở đây thì không rảnh, cắt tới đây không rảnh, tới đây không rảnh, nhưng cắt đụng cái đường tròn này nó sẽ bè hai bên rảnh. Bây giờ vậy mình sẽ có cái chuẩn của mình. Rồi có nhiều người người ta cắt cái tóc bằng này, bây giờ đây luôn, qua vai luôn, bây giờ là nó gì, nó không thành tóc tém được nha, mà thành tóc ngang tém được nha. Phía đây nó dài và đây nó ngắn bay lên như tóc đuôi cá xưa vậy, đúng không? Vẫn được. Vậy chúng ta phải hiểu được đây là như thế nào. Và ở đây cái vị trí này thì giống như cái tóc uống luôn, có thể chúng ta cắt tầng, có thể chúng ta cắt cũng không tầng. Rồi vị trí số 2 là tầng lớp của cơ tóc. Vị trí số 2 này nếu nó nằm bất kỳ theo một cái đường tròn nào xuống tới chỗ đây là cũng không rảnh luôn. Nó nằm vừa đúng cái đường tròn của khung hộp sọ ở đây là cũng không rảnh luôn. Nhưng nếu nó dài hơn là nó không có tầng á, nó dài hơn là nó dễ đưa ra, dễ bị rảnh. Và vị trí ở thứ ba là vị trí phá cách của cơ tóc. Phá cách có nghĩa là ở đây mình cắt khung tầng đầu lớp xuống hết, nhưng ở đây có thể mình cắt liên kết hoặc không liên kết. Được chưa? Vậy nếu ở đây nó mỏng mỏng rồi mình cắt nguyên cái này nó viền viền đây nè. Đó, là tém tém lại tông bóp. Được chưa? Đó. Thì chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý đó, nên mình nhìn cái tóc mình nhìn cái gì? Nhìn khung hình. Rồi nhìn cái vị trí số 2 nó sẽ tầng bao nhiêu, và vị trí trên đỉnh đầu độ phân cách hay là cắt liên kết. Liên kết là nó liền với nhau. Liên kết là vị trí số này với này cùng một độ. Được chưa? Đó. Chúng ta học phân tích như vậy. Phân tích chừng nào hiểu thôi. Anh chỉ có thể ngồi nghiên cứu. Được chưa? Chừng nào hiểu cái kiểu tóc này. Rồi, cái vị trí hai bên. Được chưa? Thì cũng vậy luôn. Được chưa? Muốn phá cách hay muốn gì? Phá cách của cái tóc này như thế nào là đúng vị trí này phá cách. Có nghĩa là cắt ở đây thành tém ngắn tới dài gì đó. Đúng không? Phá cách. Chứ không phải lấy cái này mà cắt phá cách là không đúng. Rồi. Rồi phần máy, anh chị muốn cắt máy gì cắt. Đúng chưa? Mà tóc tém thì đi máy gì? Đi máy bay cũng được, đi máy hất cũng được, đi máy xé cũng được, đi máy ngốt cũng được. Được chưa? Vậy cái máy hất, cái máy bay, cái máy dài á là đi với tấm gì? Tấm bung đẹp nhất. Được chưa? Máy xéo, được chưa? Hay là máy bay, máy xéo hay là máy gì? Máy hất á, máy hất á thì đi với tấm nhật, tấm trung bình á là đẹp. Đúng không? Còn máy ngố hay máy sơ le, không thì đi với tấm cao. Bây giờ. Nhưng nói vậy là đa số nó đi chung vậy, nhưng mà thật sự các chị có thể cắt cái gì? Cắt cái tóc mà tém cao mà chị đi máy dài được rồi. Đúng không? Nhưng mà đẹp nhất thì nó đi những cái máy đó. Vậy đầu tiên chúng ta được không? Trong cái khung, mỗi cái khung này thì thường thường tôi chia nha. Tôi thích cắt là mỗi cái khung là 3 lớp. Được không? Vậy anh chị thấy nè, ví dụ có một người người ta cắt một cái tóc này, ta lấy cái chuẩn này. Và người ta dơ cái này. Đây. Này. Này. Đó. Cắt. Rồi dơ tiếp lên đây, cắt. Thì anh chị nhớ cái đường cắt này ở trong cái tóc uống của mình là gì không? Hả? Cắt trực tiếp liên kết luôn. Đó. Thì đây nó sẽ vẫn có một cái tầng lớp. Anh chị hiểu đó không ạ? Rồi có nhiều người người ta cắt nha, là một cái bụp bụp bụp. Được chưa? Và người ta dở lên, người ta cắt bằng chuẩn. Thì nó cũng có độ so le, thì người ta gọi cũng gọi là gì? Cũng là một cái cắt cắt. Được chưa?
Rồi mình thì mình cắt từ từ, gấp gáp gì. Chúng ta dở lên đây, chúng ta sẽ kiểm tra cái phần này như thế nào. Được chưa? Nếu cái óc của anh chị có sái mọc ngược, có tóc con, được chưa? Hoặc là cái tóc cái hướng nó mọc xéo, được chưa? Có mọc xéo thì cái óc này cực kỳ khó gấp. Ha, chúng ta phải triệt óc. Có nghĩa là tóc con hay gì á, chúng ta sẽ lấy tông đơn để đẩy nhẹ những phần óc đó ngắn. Còn nếu trường hợp cái độ cong hay cái sái nó quá bự, nó nằm lên tới đây luôn, hiểu không? Thì lớp 1 ta cắt, ta kiểm xuống khung, kiểm khung. Lớp 2 ta bỏ xuống kiểm khung. Nếu mà trường hợp cái tóc của mình nó theo một cái phương hướng nó không nhảnh, được chưa? Thì mình cắt, đừng cái lên luôn. Còn nếu trường hợp mà cái lớp này mà một buông ra nó dảnh tùm lum hết, thì mình bỏ cái lớp thứ ba này xuống, mình hình cái khung. Hai cái phần trong đây chúng ta cắt ngắn hơn cái gì, cái khung hình khách chọn, hiểu không? Thay vì mình lấy trong đâu mình bỏ thì không có khách chửi. Nhưng mà ước lượng ví dụ cái tóc này nè, lớp này cắt lên đây mà nó dảnh tùm lum hết, thì chúng ta cắt nó ngắn hơn tới đây, rồi chúng ta bỏ này xuống làm cái chuẩn. Tại vì từ cái vị trí đường tròn này xuống đây ít nào nó dảnh lắm. Cái óc là số nó dảnh hay là chỉ hay tóc con hay cái sái nó nằm dưới cái óc khoảng như đây thôi, chứ không giờ lên đây mà nó nằm còn lên đây dặn dặn thôi. Còn nếu lên đây mà dặn mỏ xong xăng thì chúng ta gì phải nói với khách, tư vấn khách gì, thay đổi phương hướng bằng cách vuốt cúp, được chưa? Chứ mình không phải là tiên, mình cắt một cái tóc quăng như ghế tre mà nó ra một hồi nó thẳng, nó cúp như tóc tém. Nên điều kiện mà cắt tóc tém nó chuẩn là gì? Phương hướng tóc phải thẳng và phương hướng tóc gì hả, phải theo chiều là đẹp nhất. Còn nếu nó quăng như ghế tre hay nó quăng như thế nào, chúng ta phải tư vấn khách gì? Uống. Còn nếu nó đã duỗi rồi, khách đã duỗi rồi thì sao? Tư vấn gì? Hả? Duỗi cúp hoặc uống nhẹ lại. Hiểu không? Cái tóc duỗi thẳng băng mà kêu các tóc tém phòng giống như kia sao được? Nên có phần tư vấn khách hàng rất quan trọng, tôi sẽ nói sao. Phải không? Tư vấn đa số sợ chị tay nghề yếu yếu, tư vấn vòng mình lắm. Đó. Nên á, chúng ta phải làm sao nè, tìm hiểu. Tôi không phải là thầy ai nha, tôi là anh, tôi bạn bè anh chị. Anh nếu chị đam mê, tôi phải ngồi anh chị mình phân tích. Anh chị phải công nhận là 100 cái óc, 1000 óc có nhiều óc khác nhau đúng không? Đúng sai? Không biết nói gật đầu không? Đó, thì chúng ta phải hiểu, nên chúng ta xử lý cái óc quan trọng. Được chưa? Còn đa số những cái viền này, cái viền này nè anh chị thấy, tại sao anh chị cắt nha, cái viền này sẽ không bao giờ nằm lập ốp vô đây được giống như người ta, được chưa? Tại sao cái viền này đa số nó có cái tóc mà nó không nhìn mọc lên cái nhà, có nhiều cái tóc cái viền này nè nó chỉa ra, có nhiều cái tóc này nó chỉa ngang qua, cái tóc nó chỉa xuống đúng không? Vậy khi chúng ta cắt cái tóc này mà mình ta muốn cái viền nó cúp đúng không, thì anh chị cắt cái viền xong rồi anh chị dở cái viền này qua, anh chị cắt ngắn cái hàng này hơn 1 cm và cái lớp này anh phủ cái viền lại thì nó mới tạo độ sa le. Có nghĩa là cắt xong ngót nè, anh chị dở cái này lên, anh chị bỏ cái viền này, những cái nào mà chỉa ra hay một ngược anh chị chỉa, anh chị cắt bỏ hết thì cái viền anh chị mới mỏng. Rồi anh chị nắm từng cọng tóc này, anh chị mỏng hoặc lấy gheo vuốt lại, nó ra cái óc đẹp không? Ở chưa? Tôi nói với anh chị, nếu mà cái tóc đó cắt như vậy mà cái cả trăm cả ngàn cái tóc nào cũng giống nhau hết đúng không, thì mấy hàng giàu, mấy hàng đẹp trai, được chưa, mấy hàng cái nhà mặt tiền giờ làm tóc giỏi hết rồi. Anh chị hiểu tôi nói gì mà nó phải cần có kinh nghiệm chứ không phải cái chuyện mà anh chị gọi. Nên từ đó chị thấy nè, tất cả những cái trend, những cái book lên trển, anh chị nhìn lên chị thấy nha, đa số chọn cái tóc gì, tóc thẳng, phương hướng tốt, thậm chí cái thân tóc này nó bị thưa như là cái tóc này mọc thưa, còn chân tóc mà nọc khích quá các tóc tém cũng không đẹp nữa. Ở nhà rồi phải tìm thấy đó không, có ông nào dám lấy cái tóc ngang chuối ABC ha, là cái tóc tém mà cái tóc quăng như ghế tem con quẹo queo lên cắt rồi cúp không? Ông chỉ tôi người đó đi, không phải suôn sẻ cuộc đời, không suôn sẻ như chị nghĩ đâu. Rồi chúng ta chia nha, rồi chị hiểu về tóc tém chưa? Rồi tôi chia ra lớp ở dưới này, tôi chia ngang về đây. Okay.
Rồi cái ót chúng ta có thể chúng ta ngồi. Đấy nha, chúng ta ngồi lấy cái ghế ngồi xuống hoặc là người ta đứng ha. Không có được khum nha, anh chị đứng đứng cắt tóc anh chị không có được khum, là khum không không gì, khum cái mông ra nha. Cao dữ lắm mà tụi nó anh chị nè, đứng vẫn thẳng lưng nè. Cái đầu anh chị cúi xuống thôi. Mà cái lưng và cái mông vẫn đứng thẳng. Được chưa? Rồi. Bây giờ tôi cắt cho nó dài dài xíu đi ha. Để họ nhé. Ví dụ những tấm cái này. Bây giờ chỉ xác định chiều dài khách muốn cắt. Đúng không? Khách nhắc. Rồi, anh thì tạo độ xô le là dơ sao? Dơ cao 90 độ. Cắt. Cắt gì? Cắt bằng. Vậy anh chị thấy khi người ta cắt ra nó xô le không? Hồi nãy tôi cắt bằng mà sao giờ nó ra xô le? Hiểu chưa? Khung hình dẫn hình. Đúng hay sai? Rồi tiếp tục ở đây. Cách thứ hai. Đó, tới cái này phương hướng cái tóc mọc như vậy nè là ok rồi. Mà cuộc sống không có im điềm như anh chị nghĩ là chọn cái ót cũng đẹp gì đâu. Nha. Yeah. Rồi tiếp theo anh chị cái gì cũng cắt bằng chuẩn. Rồi dơ cao lên nè, nè 90 độ, thấy chuẩn không? Cắt là phải là chuẩn. Rồi nó song song tại khung ngang là song song với mình cắt. Rồi anh chị muốn cái khung nó bầu bầu, hai tém nó có cạnh nhẹ thì mình chặt về trước. Đấy à. Rồi. Đáp tiếp theo y chang như vậy. Tại sao tôi không xong mà tại sao tôi muốn cái gì? Cái chiều dài này nó hơi ngang bầu bầu nhẹ thôi. Nếu mà tôi bắt như vậy nè, lại thành ra tóc tém một hồi sẽ rất là ngắn. Được chưa? Vậy mai mốt người ta muốn cắt cái óc nó hơi hơi vậy, cúp 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 và nó hơi gì, cúp cúp vô cái cổ và nó hơi nhọn nhọn, thì mình cắt cái này mình tạc về đây mình cắt. Hiểu không trời? Đó là tùy cái gì hả? Tùy khách hàng chứ. Được chưa? Là một cách cắt. Cách cắt thứ hai là cứ sớm hết. Rồi sao? Bắt từng tiếp tục đứng. Kiểm nè. Rồi tiếp theo lần được gì? Sao nữa? Đúng không? Là trả xuống mỗi ngắn cách cắt. Vậy người ta có gì? Cắt đứng sau ngang, cắt ngang sau đứng. Được chưa? Vậy nếu bây giờ chúng cắt ngang này, ngang nè. Đó, nó cũng bằng, nó cũng liên kết. Đây nha. Rồi ta bắt đứng thì thấy nó cũng bằng. Rồi, chạy xuống. Rồi khách hàng của chúng ta muốn ngắn tới đây thì mới chuẩn tới đây. Khách hàng muốn ngắn tới đây là chuẩn tới đây. Khách hàng muốn nhọn thì tạt về trước. Được chưa? Khách hàng muốn có hai cái ngoe thì cũng như vậy luôn mà tạt về sau. Được chưa? Rồi công dụng của cái này là gì? Cái tóc tém cái ót ra đẹp. Nhất ót nhì mai tam tai tứ gái.
hiểu không? Như óc nè, óc là cái óc nè, vì mai là hai cái bắp nè, tay là cái viền tay nè, tư mái chứ quên không là cái mái là mà phải phút sau. Giờ hiểu được tốt em chưa? Ông bà dạy câu cũng đúng thiệt chứ, mà cũng hay chứ. Nhất óc nhì mai, óc ở đây nè đúng không, mai đây ấy. Vậy cái này anh chị cần lên được chưa? Rồi vậy anh chị đừng có hỏi à, anh ơi sao anh cắt tóc đẹp tóc xấu vậy ta, khách hàng tôi muốn vậy, chiều dài tôi vậy được chưa, còn ông muốn phá cách, ông muốn là muốn phá cách gì đó thì nằm trên đây nha. Rồi xong lớp tiếp theo, nếu sau này anh chị cắt giỏi rồi nha, không cần phải phân khu gì hết á, làm luôn à. Rồi ở đây là quyết định tầng lớp. Vậy hồi nãy anh chị cắt cái góc độ này chấp ngang 45, ngang 90 là giống như mình cắt 45 của đứng đúng không? Vậy lên đây bắt từng cái tóc đứng nha. Vậy hồi nãy cái tóc của anh chị nếu cắt 45 độ bằng chuẩn được chưa, thì hồi này sẽ nằm đây. Nhưng đây là tầng lớp thì anh chị quyết định cái tầng lớp mình nằm ở đâu của tóc tém. Ví dụ anh chị cắt 45 độ thì một hồi cái cọng này sẽ nằm đây. Ví dụ anh chị cắt 90 độ thì một hồi cái tổng này nó nằm sẽ nằm ở đây. Ở ra là nằm theo đường tròn. Phải biết rồi của tóc chứ. Vài cái tóc tém này nó cắt giống cái tóc uống không? Giống cái tóc của các uống bung không? Sao giống? Giống bị chen. Bây giờ nè, không còn chia lớp hết. Đúng không? 45 độ nè, phải không? Cắt bằng chuẩn nè. Tết theo 45 độ bằng chuẩn nè, 45 độ bằng chuẩn nè, đúng không? Đó, thì rơi xuống hết nó phải nằm đây không? Còn nếu 90 độ nè, 90 độ nè, đó, bằng chuẩn nè. Rồi lên đây, 90 độ nó bằng chuẩn nè. Rồi lên đây, 90 độ nó bằng chuẩn nè, đúng không? Thì cộng này còn 1 phần 3 tóc. Đúng không? Thì phải nằm theo giống tôi nói không? Vậy khi cái này nó cắt 90 độ thì nó sẽ nằm đây, thì cái thằng này giờ hồi cái óc của mình đừng có là mỏng, đúng không? Còn muốn liên kết thì nó nằm ở đây thì có mình hơi hơi mỏng nha. Tôi cắt cái tóc này, cái tóc dài đợi mốt tôi cho anh chị cắt cái tóc tém ngắn luôn, chứ giờ cắt tới đây mốt cắt kia nó uổng mấy trăm ngàn đó, trời tôi cũng khổ chết, gán gồng với lắm đó anh chị nha. Vậy cắt cái chuẩn đi cho nó ngắn bớt đi. Rồi chia cái gì? Chia cái này theo ít thì chia nhiêu? 2. Nhiều thì chia 3. Đúng không? Chia 1 là ngang, 2 là vòng cung lên, đừng chia vòng ngược nha. Rồi, nếu anh chị cắt giống như phương ngang luôn, giống như ông bà mình hồi xưa cắt. Được chưa? Là anh chị bắt tiếp tóc nè. 90 độ. À, 90 độ nè, được chưa? Hệ cộng mày đứt ở đây thì một hồi nè, cái tầng của mình con gái nó sẽ nằm cúp cúp đây, được chưa? Vậy muốn cắt nhiều cho chọn á, tại hồi nãy là hồi nãy có thể mình cắt tầng nhưng mà óc có thể không cắt tầng được luôn nè. Rồi bây giờ cho chọn, chọn những được hết. 75 rồi, ok 75 vài 75. Rồi thứ hai nè, 90 nè, đúng không? Đây là 75 không? Cắt. Rồi lần được sao? Y chang. Còn cái tóc tém này tôi chỉ gì cái mẹo cắt đây xong phải không? Ha, là chuẩn gì? Chuẩn cái đường cắt và chuẩn cái góc độ rồi. Đừng bỏ xuống. Dơ nhẹ lên xíu. Cắt bỏ khoảng 3 ly. Là 1 phần 3 của 1cm đó. Được chưa? Thì cái tóc của anh chị buông ra nó sẽ không bao giờ bị khớp. Được chưa? Đó là cái mèo anh chị cắt. Anh chị nói, ủa tại sao tôi cắt ra cái khớp hả? Ngang ngang mà ông thầy tôi cắt ra không bị. Ông chỉ gì cái này. Được chưa? Tôi hỏi anh chị nè, nó giống cái tóc chiếc lá không? Nhưng sao không giống được? Đây. Rồi cái này nếu anh chị muốn có đồ nhọn hay nhẹ xíu á thì chúng ta tạt nhẹ xíu, còn nếu không thì tạt vì sao xíu vẫn vậy thôi, tạt nhẹ xíu đi, tém cho bye bye đẹp
Đây nè. Rồi, nhiều ông cũng ác liệt được cái cộng này bên đây. Mà lấy cộng này qua đây làm chuẩn cái gì? Tóc mình phải biết phía nào bên trái, phía nào bên phải chứ. Nên cái góc độ, được chưa? Cái hướng kéo tóc và cái đường cắt của mình rất là quan trọng. Cộng với gì? Cái thế đứng của mình nữa. Rồi, cắt đứng thì so vậy? So ngang, cắt ngang so đứng. Bây giờ nè, dơ ngang lên nè, vẫn thấy cái tóc là bình thường nãy chưa? Bắt từng tiếp tóc nước nè, vẫn thấy nó vuông, so le bình thường. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Tôi nói với chị tôi không có dạy kiểu tóc nha. À, anh chị cứ coi chừng nào anh chị hiểu thì thôi. Cái bài cắt là phải cái bài cắt riêng của mình. Được chưa? Rồi. Đây, lên tới đây. Hàng này phải là bao nhiêu độ? 90 không? Hàng này phải là 75 không? Phải không? Rồi xong, anh chị cắt nè. Nếu anh chị cắt như vậy nè là sai nè. Lấy nè, một cái chuẩn của thằng này một thôi. Được chưa? Cắt. Cắt dày một hồi dày. Dơ lên, cắt bỏ một xíu nữa. Vậy chúng ta có cắt được những cái đường cắt gì không? Còn chuyện phong cách hay chuyện mọi người á, cái trend cái gì tôi không có biết nha. Tụi hai lúa tụi làm dưới quê tính quê. Được không? Rồi tôi kiểm vậy được không? Tôi cắt vậy được không? Thật sự khi tóc tém tôi cắt vậy nè, nè tạo một hướng bay luôn. Nhưng mà tôi khuyên chị đừng có tập nha, anh phải hiểu cái gì mới tập nè, chuẩn vậy là được rồi. Còn tôi cắt như này nè, nó vậy là bay luôn nè. Đó, mình cắt vậy nè. Cái tay gì cầm nhiều không? Tôi kẹp vậy nè. Thì tôi đánh luôn, một hồi hai bên này cái tóc này nó bay luôn. Rồi, xoay ngang lên. Tôi nói chị là do cái tóc giả thì cái phương hướng nó tốt, tất nhiên nó không rảnh là chuyện bình thường rồi đó. Nha, nhưng mà chị thấy nè, tầng lớp của nó nè, có một cái tầng lớp nhẹ và anh chị không bao giờ thấy bị khớp. Được chưa? Rồi xong tiếp theo nữa đó. Vậy tôi nói với anh chị nè, ví dụ anh chị thấy có một ông thầy đó chia một lớp từ đây lên tới đây luôn được không? Sao không được, đúng không? Cũng giống nhau à. Còn mình cắt cái lớp này xuống thì còn cắt trước sau cũng cắt hai cái này thôi. Còn tôi chia từ rõ ràng, tôi đang dạy căn bản nha, là tôi đưa anh chị đi chia cắt cái sau trước và phía trước như thế nào cho dễ học. Còn sau này anh chị giỏi chỉ làm một cái xẹt xuống cái anh cắt y chang đến chiếc lá luôn là cái tóc em. Vậy bài cắt chiếc lá của chị có chuẩn đâu nha. Rồi cũng từ đó căn bản lớp trên đây chia thành hai lớp nha. Vậy lớp thứ ba của anh chị là sao? Tôi nói rồi là sao? Một là phá cách, được chưa? Hai là cắt phải mỏng. Ôi à, tôi nói ví dụ này, hồi nãy mình cắt 75 phải không? Khi bây giờ mình cắt 75 nữa thì cái tóc của mình nó sẽ liền 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 nằm dưới đây luôn. Nhưng cái lớp thứ ba này anh chị cắt không 75 mà chị cắt khoảng 90 thì cái tóc này thay vì nó liền liền nó liền ở đây thì nó sẽ liền chỗ này, nó tạo độ phồng tròn đây. Nhưng mà nó không liên kết rồi nha. Hiểu không? Nên 75 với 90 còn chơi nhau được nha. Chứ mà anh chị cắt phá cách là ví dụ ở đây 75 mà quốc được 135 nằm đây, hai cái nó xa quá tóc tém nhìn nó bị lõm ở chỗ này. Nên tôi cho quyền anh chị cắt không liên kết gì.
25-30 độ trở lại. Chứ nào 75-90. Anh chị không? 75-90 là ta nhìn ta không thấy. Còn khi anh chị cắt cái vị trí thứ ba này, nếu mà anh chị dơ 135 cái độ nè. Thấy chưa? Đây. Đúng không? Phải đây là 135 độ không? Đó. Thì công tắc mình đã nằm múc ở trên đây nè. Thì khoảng cách thằng này đang một tầng và đây cái tầng xa lắm. Hiểu không? Và nếu mới học nghề thì cắt đúng cùng một góc độ cho dễ học. Thấy chưa? Rồi sau đi học trên học AC, ông thầy nào cũng phân tích, ừ mày ơi lớp thứ ba là mày phải cắt vậy đó, lớp thứ hai cắt vậy đó, cái phía trước bên phải là cắt vậy đó, cái máy phải cắt vậy đó, nó có công dụng gì? Đi học trên là phải học cái đó, nó có công dụng gì? Còn cái bài cắt căn bản của mình sẽ nhá. Rồi tôi cắt, anh chị hiểu cái vụ trên không trên chưa? Hả? Này cắt chuẩn nè, không phải tôi cắt không đứt đâu nha, nhưng tôi thường thành một thói quen là một ra tóc tôi cắt thành gì, ba đường cắt. Tại sao? Tại vì ví dụ đây anh chị bắt tới tóc dày đúng không, thì anh chị cắt 75 độ thì ở đây nó là 75 độ nè, nhưng thằng này nó không tới 75 độ, hiểu không ạ? Nên tôi cắt nè, cắt cộng dưới nè đó, rồi tôi dơ đến giữa, tôi cắt cộng đến giữa nè, và tôi dơ lên đây là cắt đúng 75 độ nè. Được không? Bấm xà le cũng được luôn. Được chưa? Vậy cắt ngang thì so gì? So đứng, cắt đứng thì so ngang, kiểm lại lên coi nó có dư không? Và tất cả những cái lớp mình kiểm là gì nè? Đó, anh chị thấy không? Ga so le và tương đối bằng nhau là ok. Được chưa? Rồi, anh chị quay cái dễ này, đó, anh chị thấy nè, anh tóc tém chưa? Còn bây giờ cái ót này dài quá, thì hôm qua mình cắt nó mỏng lên, nó ngắn lên. Đúng không? Rồi, lên vị trí thứ ba này là cắt thiệt mỏng. Được chưa? Nếu các bạn nữ á, nhớ vị trí thứ ba nè, cái tóc tém á là nó còn đầu bay, đúng không? Đầu bay bỏng, độ liên kết bay. Vậy khi nó nặng quá nó bay được không? Như cái tóc bung bung vậy đó. Tôi thấy mấy ông toàn đi học trend đóng 20-30 triệu gì đi học không trend, học xong về cắt vị trí thứ ba cắt cả đời cắt không được. Tôi không biết anh chị học cái kiểu gì, tôi không biết luôn. Vị trí thứ ba phải cắt thiệt mỏng thì nó mới bay được. Nhưng cắt không được thì lấy cái tỉa lấy dao bào bào để cho thiếu cái cách cắt cho nó mỏng. Tại sao anh chị không nhìn, anh chị không có tưởng tượng được cái tối ngày cái theo thầy tên này các bạn nè, thì coi nè nha, các bạn cắt này chúng ta chải theo hình múi cam không, và chúng ta đánh tay lên nè, không biết nè. Rồi chúng ta sẽ cắt cái đường cắt nhấp đường cắt tròn nha các bạn, đó nè, đó. Hiểu gì? Ông cắt được chứ tôi cắt được không? Rồi xong cái cắt căn bản của mình đang rất là tốt, đúng không? Xong cái về bắt trước cái thế đứng ổng rồi mốt có trẹo sinh sống luôn, rồi vừa tẩu qua nhập ma luôn, rồi bỏ luôn cái cũ của mình luôn. Được chưa? Bỏ cái cũ của mình thì sao tiếp thu cái mới đâu nắm kịp, rồi cắt cái tóc đó, là nửa này nửa kia. Được chứ? Rồi tôi hỏi anh chị nào, tôi phát hiện nữa không? Đây phải là 75 không? 90 độ của thằng này nằm đâu đây đúng không? 75 độ này đúng không? Phải hay không vuông góc nè. Vậy cái thằng vị trí thứ ba này có thể có quyền cắt không liên kết mà. Nên cứ việc cắt đại đi. Rồi, tước tóc được không? Buông xuống nè,
buông xuống nè, chuẩn nè, đúng không? Thay vì mình cắt chỗ này là đúng cái chuẩn, bỏ cho cái chuẩn nó gấn xuống nè, đúng không? Rồi cắt từ đây vuốt ra tới cái phần chuẩn là nè, cắt để tự động cái ngọn tóc nó mỏng luôn. Ok, là cắt trượt, nó nằm ở đâu? Nhằm tóc tóc uống thì tóc tém nó cũng giống vậy nè, ví dụ nè, đó chuẩn này, đúng không? Gót chân xuống thì dùng cắt đây thì mình cắt đây nha. Còn nếu không, mấy bạn nữ nè, lấy dao bào vào xẹt 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 xuống cho nó mỏng. Thấy không? Tôi thẳng tánh lắm, có gì mà sai sót anh chị thông cảm tôi, con người tôi là sao nói vậy. Rồi, cắt đứng nè, kiểm tra lại nè. So ngang nè. Chứ không phải như tít tóc đâu mà before after đâu anh chị. Nè. Vậy đây là cái tóc tém. Được chưa? Rồi tém gì ai biết? Tôi không có khắc tên nha. Tại tôi đâu có khắc kiểu đó khắc tên. Dạ, còn cắt ngắn tới đây thì tấm nhật, dài tới đây thì tấm bung, tấm dài cuối tới đây là tấm bóp, tấm gì đó. Rồi, rồi xong ra hai bên nha, nhớ kiểm nha, cắt xong kiểm hai bên. Hai bên tôi quay cho, đừng đi hết luôn đây. Rồi ở vị trí hai bên này tôi sẽ nói nhanh xíu để không kịp thời gian, là gì? Chia thành 3 lớp. Lớp thứ nhất là khung hình, lớp thứ hai tầng lớp và thứ ba đầu phá cách, được chưa? Vậy khung hình nè, bây giờ khung hình chị ơi tóc tém ha, rồi cắt liên kết nè, đó rồi tạo sole. Vậy cái này đó là khung hình chưa? Còn khách hàng cắt tới đây thì mình cắt tới đây thì nó không liên kết như này, nó sẽ nằm ở đây vậy. Còn khách hàng muốn cắt tới đây hay trên đống đầu tay hiện tới đây thì lúc này mình sẽ không hình là hình chiếc lá bầu nữa, mà nó hơi gì, nó hơi nhọn, nó hình tém gì, tém trung bình hay tém nhật vậy chứ. Rồi nha, rồi xong có lớp này làm chuẩn rồi thì sao? Buông cái lớp thứ hai xuống, được chưa? Cắt gì? Cắt lấy chuẩn. Rồi tôi đứng vậy tôi cắt được không? Phải, tôi nói với anh chị cái thế đứng của anh chị ha, hai cái đường cắt anh chị là cả cuộc đời anh chị cắt kiểu tóc đó thì sao, thì phải chọn đứng cái thế đó. Ok không? Rồi trải ra nè, đó, anh chị thấy nè, đó nó có sự bay bổng, được chưa? Rồi tiếp theo nữa, rồi y chang vậy, phía sau nè, chuẩn phía sau nè, thấy chưa? Rồi cắt. Còn các bạn nữ lấy dao bào bào, còn muốn cắt chuẩn thì lấy cắt chuẩn, thì cắt chuẩn nhưng mà họ phải tỉa lớp này mỏng thiệt mỏng rồi nha, cái nào cũng đúng hết á. Giờ chọn cho mình cái cách để cắt vị trí thứ ba được chưa hả? Chứ cái tóc mà một đống nha, mà anh chị ngồi anh chị cắt bập 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 nó ngang ngang không một hồi anh thì không biết cách tỉa là chết. Rồi đứng thì gì so gì à. Vậy khi anh chị cắt nó chuẩn là tự động nó liên kết với nhau. Rồi lên tới đây thì cái gì cắt thì ấm spe.
Được chưa? Rồi qua đây. Anh chỉ cần cắt nó chuẩn. Được chưa? Và anh chỉ đúng cái gì? Đúng cái hướng kéo tóc thì anh chỉ khỏi cần cái gì hết, nó tự động nó đồng. Được chưa? Còn nếu không là anh chỉ đo nè. Đó. Bên đây sao, bên kia vậy sao rồi. Bắt đầu tiến hành nè, chuẩn nè. Đó. Cắt vào. 45 độ các bạn. Cái khó của anh chị là gì? Anh chị dơ á, lúc lên cao, lúc lên thấp. Được chưa? Và cái khó của anh chị là phương hướng của anh chị á, anh chị không kiểm soát được. Rồi dơ cao để anh tạo đầu sau đây nè. Rồi xong. Rồi khi đó xong rồi, anh chị bỏ hai cái phần này nè. Đó, lên trước. Anh chị ngồi, anh chị ngắm, anh chị nghĩa gì, anh chị đo một tháng luôn đó. Do thì nào mà thấy hai bên nó đồng rồi bắt đầu mới cắt lắp tiếp theo. Được chưa? Để hai bên đồng chưa? Là tự động đồng à. Đó. Rồi xong sẽ lắp tiếp theo. Nè, thấy chuẩn không? Dạ. Vậy phải có người nắm tay anh chị. Anh chị cắt cho chính xác cho đi. Rồi cả cuộc đời của mình. Nè anh chị coi nè, bằng không? Bằng nè. Và tất cả à, bằng. Ây à. Ây. Tiếp theo nè. Thế này nè, chuẩn nè, không có ai mà lấy cọng này đến đây làm chuẩn hết trơn á, anh chị hiểu không? Chuẩn nè là hàng kế bên nè, nó hàng số 1 sẽ nhìn hàng số 2. Bây giờ chứ có hàng nào hàng số 1 mà nó sắp hàng số 1 phải nhìn thấy hàng thứ 50 không? Chuẩn nè, đúng không? Thấy chuẩn không? Rồi cắt nè. Rồi tiếp theo chuẩn nè. Rồi tướng cho có sao le. Rồi mình cắt chuẩn lại. Rồi anh chị coi, anh chị thí dụ cái này có xấu có đẹp gì đó, anh chị coi trong này nó sẽ có một cái mà anh chị học được. Thí dụ tôi nói nãy nhờ nhiều cái kinh nghiệm thì anh chị có cái nào học được. Ừ, ông xử lý cái ót hay quá thì học qua ổng. Ông xử lý cái máy hay quá học qua ổng, ông xử lý cái gì đó. Còn dở hết rồi. Anh chị phải có một cái gì chứ, cái học trên được chứ. Nha, được chưa? Đồng không? Xong đồng. Thấy chưa? Cái tóc này xấu đẹp kệ nó, đừng quan tâm. Rồi. Thì tôi nói cái tóc dài này thì cái máy nó dài, nó liên kết đồng thanh đồng thủ thì nó xài máy gì? Máy bài. Và lấy từ trong vị trí nè, vị trí này, số 1, vị trí số 2 là đỉnh trán. Vị trí số 3 là đỉnh đầu. Đặt xuống cái lượt từ đây xé lên đây, thằng này nào nằm trên đỉnh nào, thằng nào nằm ngay giữa trung tâm và nó nằm sát cái lượt đó là ok. Đặt ngay cái trán thì thằng nào ngay giữa trung tâm là vị trí số 2. Thì sau này học số 1, số 2 là gì phải có căn bản mới hiểu. Rồi nếu anh chị cắt liên kết thì sao? Liên kết nè, chuẩn rồi đúng không? Đúng không ạ? Chuẩn. Còn nếu anh chị không cắt, không liên kết, cho nó ví dụ nha, không liên kết, cho nó ví dụ ở đây nó là cái máy dài thì hai thằng này nó không liên kết nè, đúng không? Thì lúc này nó tạo cho anh chị gì? Tạo cho mà anh chị thêm một cái máy nữa và nó nằm ngoài cái tóc tém mình luôn, hiểu không? Mà trường hợp này nó xảy tới cái tóc tém trung bình, là tém ngắn là nhiều, chứ cái tém này ít thế nào người ta cắt không liên kết mà nó dài dài á, hiểu không? Thường thì cắt liên kết là nhiều. Rồi khi cắt xong hoặc là mình chải cái máy xuống. Rồi cắt ra chỗ. Rồi tiến hành nè, cắt liên kết.
Yeah. Là máy bay, máy dài. Yeah. Kiểm lại. Cái sai nhiều nhất của anh chị là khi anh chị đi lấy cọng này mà anh chị lấy cọng này làm chuẩn. Cái sai thứ hai nữa là anh chị lấy cái chót cái này này với cọng này anh chị lên anh chị làm chuẩn. Mỗi tầng lớp bỏ khung hình nó có công dụng riêng mà sao anh chị không có hiểu. Rồi đó. Bắt đầu mình ngồi mình xếp sấy xong rồi tỉa mà ổng mới xếp sắp sắp tiếng hai tiếng chụp hình đẹp đẹp gì. Rồi nhảy xuống cắt gì bằng chuẩn, theo bằng chuẩn chưa hả, dịp tầng lên nè, liên kết không, liên kết nè nha. Yeah. Đó, rồi cái tay nè, chải nè, đặt cái máy xuống. Rồi, à. Rồi xong mới đưa hai thằng này lên kiểm cái máy cho nó đồng. Kiểm cái máy cho nó đồng. Kiểm cái gì? Kiểm chính giữa cho nó đồng. Kiểm gì? Tầng lớp vị trí thứ ba cho nó đồng. Tiễn tầng lớp của cái khung hình và phía trước cho nó liên kết. Nè, thấy chưa? Liên kết. Đồng. Đồng. Rồi. Từ khi những cái việc này anh chị cũng phải tạo học đó nè. Chạy theo tốc nè, chạy nè. Đưa lên cũng phải học nè, chạy cái này lên đưa lên đẩy lên cũng phải học nè, hai cái này đưa lên cũng phải học, cái gì cũng phải học hết chứ không phải cắt xong rồi chạy nha. Rồi anh chị thấy nha, có cái đầu bay đó, rồi anh chị uống cái này cúp lên à, cái máy đó, rồi ngồi sắp rồi lấy keo bóng keo gì đó xịt xịt lên phòng 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 lên đúng không, đây cũng vậy. Rồi, rồi anh chị có nghe cái tóc đấy à, đây có tầng lớp có này hết đầy đủ. Yeah. Rồi cách tỉa mở kéo tỉa, cách tỉa của gì của cái tóc là tỉa gì, tỉa từng khu vị trí đó, cắt xong bây giờ làm cho chỉnh chu cái óc đi nha, giúp óc mấy phút rồi à, học phân tích loại họng vậy nè, chứ ở đó mình tít tóc rồi kia lên lên rồi cắt ra rồi đẹp. Rồi mình chỉnh chu cái óc thì bây giờ mình nè lấy cái tỉa cầm đó à, ví dụ chúng ta cứ cầm bằng tóc nhỏ nè bây giờ, và mình tỉa là như sao, tỉa cái óc là tỉa 1/3 và phân nửa tóc đi ra đó, là tỉa từng cọng tóc, đặt cái kéo nè, không được đặt ngang nha, con chỉ ra đó. Rồi mình coi cái cọng nào mà nó dày thì tỉa, cái này là dày là tỉa. Được chưa em ơi, cái óc ngắn lên cho chị một xíu nữa đi thì cắt lên chút nữa được chưa. Rồi tỉa lớp tiếp theo được chưa, đây vị trí thứ hai là tỉa phần nửa tóc, người ta gọi tỉa phần thân. Vị trí số 3 là tỉa cái ngọn tóc, được chưa, cái này là 1/3 tóc. Anh chưa biết được cái vị trí tỉa như thế nào nào. Rồi
xong đặt phần từng tia tóc đứng đây, 1/3 ra đây, ra đây. Khi chúng ta tỉa tóc nè, chúng ta phải tỉa nè, đây rồi ra đây, rồi ra đây, thấy chưa? Hả? Và lần lượt gì, chúng ta phải tỉa lớp thứ hai như vậy này. Đây, rồi ra đây, rồi ra đây. Tại vì nó là gì? Hình chiếc lá mà. Rồi, tiếp theo nữa, anh chị chia lên đây còn vị trí 2. Rồi bắt từng tỉa tóc đứng. Tỉa nè. Khi tỉa anh chị phải nâng cao lên, cao góc độ lên. Tỉa tóc đừng góc độ thấp đó nha. Anh chị ghi độ thấp quá là dứng dưới cộng với dây là tỉa hồi nó mỏng. Nha. Và khi tỉa chị phải chú ý nè, ví dụ hồi nãy là tôi chia này, tỉa này phải không, thì chúng ta bắt vừa đủ cụm tóc cần tỉa thôi, cái lớp tỉa còn không được tỉa nữa, tức là mình kiểm soát đường tỉa. Ví dụ đây tỉa xong đúng không, thay vì anh chị có thói quen cái gom vậy làm cái bụp nữa đúng không, là sai, tỉa sót không được nữa. Đó, cắt thì phải chuẩn nha, còn tỉa là anh chị bắt cái này thiếu thiếu rồi, cắt 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 được chưa, đặt cái kéo theo khung mình nè, đây nè. Rồi đây, đây đây thì phải đồng hồ này nó ngắn không, nó ngắn nó trổ vì sao không? Đấy à? Còn hơi nè anh chị nè, ngắn nè, ngắn nè, ngắn nè, thấy rõ không ta, nè ví dụ nha, bắt đứng không, đây nè, trước ngắn sau dài, trước mỏng sau dày thì nó bay ra. Yeah, còn anh chị chắc là bộp bộp đi lên đó, là ngắn chuối nha. Yeah, này thấy không, rồi ví dụ bên đây cũng gì cũng vậy luôn, đây đừng có làm cái bụp nha. Vừa tỉa vừa di chuyển luôn, chứ đừng có để một chỗ bập hoài họ nó sười hết. Và khi tỉa chị nhớ cái gì, góc độ nó phải cao đây thì nó gớt xuống nó sẽ có độ xe, còn anh chị cắt góc độ bình thường anh chị để một hồi cái tóc nó rơi xuống nó sẽ bị chỉa, nên người ta chỉa là tỉa nè, ta phải di chuyển cái tỉa ngắn nè, giữa nè, ngọn nè. Yeah. Rồi chạy tóc lên. Đó. Rồi chị thấy là cái tóc tém. Còn chị muốn đặt cái tên tém gì đó, chị của anh chị tém Việt Nam, nghe tém Vĩnh Kim, tém Long Định, ghém Long gì đó, được chưa? Muốn đặt tên gì đặt vậy con chị, được chưa? Hả? Thích thích đặt tém đây ơi. Anh chị muốn đặt cái gì không được. Rồi từ cái việc đó, tôi cho anh chị coi đó, hiểu về cái gì, cái về cái tóc tém. Rồi từ đó chị hình thành cái gì? Sao ông này thấy có ổng có lý nè. Tôi quyết định lấy cái bài tém của ổng làm chuẩn. Còn nếu nó ngắn hơn thì cũng cắt y vậy, như tém tém Nhật đi ngắn hơn thì cũng cắt y vậy, nhưng mà ngắn hơn, góc độ cao hơn. Tém dài thì danh chóng lỗ tai giống như tôi cắt vậy đó, rồi xong. Thì phân ra tém tém dài tém bình và tém ngắn. Rồi ngắn như thế nào là do khách, mỏng thế nào là do khách. Đúng không? Hiểu không? Rồi là xong có tóc tém. Rồi đi kiếm đầu gen, đi mua đầu gen, làm bao nhiêu tiền tập trung mua đầu gen hết, cắt chừng nào thấy đẹp ha, đúng rồi là xong. Có thể cắt 100 cái đầu hay 50 cái đầu gì vậy anh chị. Yeah. Rồi thôi, nó là một số căn bản cho anh chị nha, chứ tôi không có cắt tóc đẹp được đâu. Đó. Thì chúc anh chị thành công. Rồi.